Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy truyền cho dân Israel mà rằng: Hãy lập các thành ẩn náu mà ta đã cậy Mô-sê phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát nhân vì bất ý giết ai có thể trốn đó được. Các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thù huyết. Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một của các thành này, đứng nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp dẫn người vào trong thành, chỉ định cho một chỗ ở tại giữa mình. Nếu kẻ báo thù huyết đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ sát nhân vào tay người, vì kẻ ấy giết người lân cận mình không có ý muốn và trước khi vốn không ghét người. Người phải ở trong thành ấy cho đến chừng chịu đoán xét trước mặt hội chúng, cho đến chừng thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Kế đó, kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Vậy, dân Israel để riêng ra Kê-đe ở Galilê tại trên núi Nephtali, Shichem tại trên núi Ephraim và Kiriat Araba, tức là Hebron ở trên núi Giu-đa. Bên kia sông Giô-đan, phía đông thành Jericho, trong chi phái Ru-bên, họ chỉ định Bết-xe ở trong đồng bằng tại sa mạc, trong chi phái Gác, Ra-mốt tại xứ Gala-át, và trong chi phái Manasse, Golan ở xứ Ba-san. Đó là các thành chỉ định cho hết thảy dân Israel và cho khách lạ kiều ngụ trong đó, để người nào vô ý giết ai có thể ẩn núp tại đó được, hầu cho không bị tay kẻ báo thù huyết giết chết cho đến khi ứng hầu trước mặt hội chúng. Chương 21. Bấy giờ các trưởng tộc người Lê-vi đến gần thầy tế lễ Eleasa, Giô-suê con trai của Nun và các trưởng tộc của những chi phái Israel, nói cùng họ tại Silo trong xứ Canaan mà rằng: Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-sê truyền ban những thành cho chúng tôi ở và đất chung quanh thành đặng dùng cho súc vật chúng tôi. Vậy dân Israel vâng mạng Đức Giê-hô-va, lấy trong sản nghiệp mình những thành sau này và đất chung quanh nó mà cấp cho người Lê-vi. Người ta bắt thăm cho các họ hàng Kê-hát. Những con cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được 13 thành bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Si-mê-ôn và chi phái Bình-gia-min. Còn những con cháu khác của Kê-hát theo thăm được 10 cái thành của chi phái Ê-phra-im, của chi phái Đan và của phần nửa chi phái Ma-na-sê. Đoạn, con cháu Gẹt-sôn theo thăm được 13 cái thành của chi phái Isa-ca, của chi phái A-sê, của chi phái Nep-ta-li và của phần nửa chi phái Ma-na-sê ở Ba-san. Con cháu Merari, tùy theo những họ hàng của chúng, được 12 cái thành của chi phái Ruben, của chi phái Gác và của chi phái Sabulon. Dân Israel bắt thăm, cấp cho người Lê-vi các thành đó với đất chung quanh, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-sê truyền dặn cho. Vậy, dân Israel lấy trong chi phái Giu-đa và trong chi phái Si-mê-ôn các thành có chỉ tên đây mà cấp cho. Con cháu A-rôn về dòng Kê-hát là con trai Lê-vi, được các thành ấy vì phần thứ nhất bắt thăm trúng về họ. Người ta ban cấp cho họ thành Kiriat Araba. Araba là cha của Anak, tức là Hebron ở trên núi Giu-đa và đất chung quanh thành đó. Còn địa phận của thành và các làng nó thì người ta cấp cho Caleb con trai của Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Người ta cấp cho con cháu thầy tế lễ A-rôn thành Hebron là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành, Libna và đất chung quanh thành, Giạc Thia và đất chung quanh thành, Ethemoa và đất chung quanh thành, Holon và đất chung quanh thành, Debia và đất chung quanh thành, Ain và đất chung quanh thành, Yuta và đất chung quanh thành, Bet-Shemesh và đất chung quanh thành. Hết thảy 9 cái thành của hai chi phái này. Người ta lại lấy trong chi phái Benjamin mà cấp cho họ Gabaon và đất chung quanh thành,
Geba và đất chung quanh thành, Anatot và đất chung quanh thành, cùng Anmon và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành của những thầy tế lễ, con cháu Aaron là 13 cái thành với đất chung quanh. Những người Lê-vi thuộc về họ hàng con cháu khác của Kê-hát được mấy thành trong chi phái Ê-phra-im làm phần của mình. Người ta cấp cho họ Si-chem, thành ẩn náu cho kẻ sát nhân ở trên núi Ê-phra-im và đất chung quanh thành, Gê-xe và đất chung quanh thành, Kíp-sa-im và đất chung quanh thành, Bết-hô-rôn và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Người ta lấy trong chi phái Đan cấp cho họ En-thê-kê và đất chung quanh thành, Ghi-bê-thôn và đất chung quanh thành, A-gia-lôn và đất chung quanh thành, Gác-rim-môn và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Lại lấy trong phân nửa chi phái Ma-na-xe Tha-a-nát và đất chung quanh thành, Gác-rim-môn và đất chung quanh thành, hết thảy 2 cái thành, cộng là 10 cái thành và đất chung quanh thành cho những họ hàng của các con cháu khác của Kê-hát. Người ta cũng lấy trong phân nửa chi phái Ma-na-xe thành Golan ở xứ Ba-san là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân mà cấp cho con cháu Gẹt-sôn về các họ hàng Lê-vi và đất chung quanh thành ấy, Bết-e-ra và đất chung quanh thành, hết thảy 2 cái thành. Lại lấy trong chi phái Isaka Kishion và đất chung quanh thành, Đáp Rác và đất chung quanh thành, Giạc Mút và đất chung quanh thành, En Ganim và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Từ trong chi phái A-xe lấy Mi-xe-anh và đất chung quanh thành, Áp-đôn và đất chung quanh thành, Hên-cát và đất chung quanh thành, Rê-hốp và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Cũng lấy trong chi phái Nephtali thành Kê-đê ở Galilê là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh, Ha-mốt-đô-rơ và đất chung quanh thành, Cạc-than và đất chung quanh thành, hết thảy 3 cái thành. Cộng các thành của người Gẹt-sôn tùy theo những họ hàng là 13 cái thành với đất chung quanh. Người ta cũng lấy trong chi phái Sa-bu-lôn mà cấp cho những họ hàng con cháu Merari, tức là những người Lê-vi sau chót, thành Dốc-nê-am và đất chung quanh thành, Cạc-ta và đất chung quanh thành, Đim-na và đất chung quanh thành, Na-ha-la và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Từ trong chi phái Ru-bên lấy thành Bết-xe và đất chung quanh thành, Giác-sa và đất chung quanh thành, Kê-đê-mốt và đất chung quanh thành, Mê-phát và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Lại lấy trong chi phái Gác thành Ra-mốt ở xứ Ga-la-át là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành, Ma-ha-na-im và đất chung quanh thành, Hết-bôn và đất chung quanh thành, Gia-ê-xe và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành cấp cho con cháu Merari tùy theo những họ hàng của chúng, tức là dư hậu các họ hàng Lê-vi, là 12 cái thành. Cộng các thành người Lê-vi ở giữa sản nghiệp dân Israel là 48 cái thành cùng đất chung quanh thành. Mỗi thành ấy đều có đất chung quanh, hết thảy thành cũng đều như vậy. Thế thì Đức Giê-hô-va ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ. Dân Israel nhận làm sản nghiệp và ở tại đó. Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Chẳng có một kẻ thù nghịch nào còn đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ. Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là không thành. Thảy đều ứng nghiệm hết. Chương 22. Bây giờ Giô-suê gọi người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xe mà nói rằng: các ngươi đã giữ theo mọi điều Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, truyền cho các ngươi và có vâng theo tiếng ta trong mọi điều ta dặn biểu. Trong khoảng lâu ngày nay, các ngươi không có bỏ anh em mình cho đến ngày nay và có vâng giữ mọi điều phải vâng giữ, tức là mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nên bây giờ,
Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi y như lời Ngài đã phán. Vậy, hãy đi trở về trại các ngươi trong xứ thuộc về các ngươi mà Môi-se, tôi tớ của Đức Jehovah đã ban cho các ngươi ở bên kia sông Giô-đanh. Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Jehovah đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, chiếu mến Ngài và hết lòng, hết ý phục sự Ngài. Giô-suê bèn chúc phước cho họ, rồi cho họ về. Họ đều trở về trại mình. Vả, Môi-se đã ban cho phân nửa chi phái Ma-na-se một sản nghiệp ở tại Ba-san, còn Giô-suê ban cho phân nửa kia một sản nghiệp chung với anh em mình ở bên này sông Giô-đanh về phía tây. Khi Giô-suê cho chúng trở về trại mình thì chúc phước cho và nói rằng: các ngươi trở về trại mình, có đem của cải rất nhiều, có lắm bầy súc vật cùng vàng, bạc, đồng, sắt và áo sống phủ phê. Hãy chia cho anh em mình của cướp được nơi thù nghịch các ngươi. Vậy, người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse lìa dân Israel tại Silo ở xứ Canaan, đang trở về Galaad là sản nghiệp mình mà mình đã nhận lấy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho. Khi đến trong địa hạt Giô-đanh thuộc về xứ Canaan, thì người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse lập một bàn thờ tại đó gần sông Giô-đanh. Bàn thờ ấy xem thấy rất cao lớn. Dân Israel nghe được người ta nói rằng: kìa, người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse đã lập một bàn thờ trong địa hạt Giô-đanh đối ngang xứ Canaan bên cạnh dân Israel. Khi dân Israel hay được điều đó, cả hội chúng Israel bèn hiệp lại tại Silo, đặng kéo lên hãm đánh họ. Dân Israel sai Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, đến cùng người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse tại xứ Galaad, cũng có 10 trưởng tộc theo người, một trưởng tộc cho mỗi chi phái Israel. Mỗi người trong họ là trưởng tộc của hàng ngàn người Israel. Chúng đến gần người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse trong xứ Galaad mà nói rằng: cả hội chúng của Đức Giê-hô-va có hỏi như vậy: sự bất trung này mà các ngươi đã phạm cùng Đức Chúa Trời của Israel là chi? Vì sao ngày nay các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va mà lập một bàn thờ đặng phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Tội ác của Phê-ô gây vạ cho cả hội chúng của Đức Giê-hô-va mà đến bây giờ chúng ta chưa rửa sạch được, há là một việc nhỏ mọn cho chúng ta sao? Ngày nay các ngươi lại bỏ Đức Giê-hô-va ư? Vả, nếu ngày nay các ngươi phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, ngày mai chắc Ngài sẽ nổi giận cùng cả hội chúng Israel. Song nếu đất các ngươi nhận được bị ô uế, thì hãy đi qua đất mà Đức Giê-hô-va đã chiếm lấy, là nơi đã lập đền tạm của Đức Giê-hô-va, và hãy lập nghiệp ở giữa chúng ta, nhưng chớ phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và đừng phân rẽ chúng ta ra mà lập một bàn thờ kình địch cùng bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. A-can, con trai Sê-rách, há chẳng có phạm một tội bất trung về vật đáng diệt, và cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va há chẳng nổi phừng cùng cả hội chúng Israel sao? Và người ấy chẳng phải một mình chết vì tội mình đâu. Bây giờ, người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse đáp cùng trưởng tộc hàng ngàn người Israel mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng biết điều đó và Israel sẽ rõ. Nếu ấy là phản nghịch, nếu là bất trung cùng Đức Giê-hô-va, thì ngày nay chớ cứu chúng tôi. Nếu chúng tôi có lập một bàn thờ đặng lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nếu để dân của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ thù ân tại đó, nguyện chính Đức Giê-hô-va đòi lại chúng tôi. Chúng tôi có ý lập bàn thờ vì chúng tôi sợ con cháu của anh em một mai nói cùng con cháu chúng tôi rằng: các ngươi có chi chung cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel? Hỡi con cháu Ruben, con cháu Gác, Đức Giê-hô-va đã đặt sông Giô-đanh làm giới hạn giữa chúng ta và các ngươi. Các ngươi chẳng có phần chi nơi Đức Giê-hô-va. Như vậy, con cháu của anh em sẽ làm cho con cháu chúng tôi thôi kính sợ Đức Giê-hô-va. Bởi cơ đó, chúng tôi có nói rằng: chúng ta hãy lập một bàn thờ, chẳng phải để dân của lễ thiêu hay là dân hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và anh em cùng con cháu sau chúng ta rằng: chúng tôi dùng của lễ thiêu, của lễ chuộc tội và của lễ thù ân mà giữ cuộc thờ phượng của Đức Giê-hô-va trước mặt Ngài. Hầu cho về sau, con cháu anh em không nói cùng con cháu chúng tôi rằng: các ngươi không có phần nơi Đức Giê-hô-va.
Lại, chúng tôi có nói, khi nào họ sẽ nói điều đó cùng chúng tôi, hay là nói cùng con cháu sau chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói, hãy xem hình dạng bàn thờ Đức Giê-hô-va mà tổ phụ chúng ta đã lập. Nào phải dùng cho của lễ thiêu hay là dâng hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và các ngươi. Chúng tôi ngày nay quyết không có ý phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và lìa bỏ Ngài, mà lập một bàn thờ khác hơn bàn thờ trước mặt đền tạm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng dùng nó dâng của lễ thiêu, của lễ chay và những hy sinh. Khi thầy tế lễ Phi-nê-a, các mục bá của hội chúng, các quan trưởng của hàng ngàn người Israel đi theo người, đã nghe những lời của người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh nói, thì đều lấy làm bằng lòng. Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-li-a-sa, nói cùng người Ruben, người Gác và người Manasseh mà rằng, ngày nay chúng tôi biết rằng Đức Giê-hô-va ngự giữa chúng ta, vì các ngươi không có phạm tội bất trung này cùng Đức Giê-hô-va. Như vậy, các ngươi đã giải cứu dân Israel khỏi tay Đức Giê-hô-va. Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-li-a-sa, cùng các quan trưởng từ giả người Ruben, người Gác ở xứ Ga-la-át, trở về xứ Ca-na-an cùng dân Israel, thuật lại điều đã xảy qua. Việc này, dân Israel lấy làm đẹp lòng. Chúng bèn ngợi khen Đức Chúa Trời, và chẳng còn toan kéo lên đánh người Ruben và người Gác, đặng tàn hại xứ họ ở. Vì vậy, người Ruben và người Gác đặt tên bàn thờ là Ết, vì nói rằng, nó làm chứng giữa chúng ta rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 76. Trong Giu-đa, người ta biết Đức Chúa Trời, danh Ngài lớn tại Israel, đền tạm Ngài ở Salem và nơi ở Ngài tại Si-ôn. Tại nơi ấy Ngài đã bẻ gãy tên cung, cái khiên thanh gươm và khí giới chiến. Chúa rực rỡ oai binh hơn các núi sự cướp giật. Các kẻ gan dạ đã bị cướp lột, họ ngủ trong giấc mình, chẳng một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình. Hỡi Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Chúa quở trách, xe và ngựa bèn bị ngủ mê. Chính mình Chúa thật là đáng sợ. Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa? Từ trên trời, Chúa truyền đoán ngữ. Khi Đức Chúa Trời trỗi dậy đoán xét để giải cứu các người hiền từ trên đất, thì đất bèn sợ hãi và yên lặng. Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa, còn sự giận dư lại, Chúa sẽ ngăn trở. Hãy hứa nguyện và trả xong cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hết thảy kẻ nào ở chung quanh Ngài, khá đem lễ vật dâng cho đấng đáng kính sợ. Ngài diệt khí kiêu ngạo của các quan trưởng, đối cùng các vua thế gian, Ngài đáng kinh, đáng sợ. Chương 11. Vả lại, thần cất ta lên và đem đến cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, là cửa ở về phía đông. Này, nơi lối vào cửa có 25 người. Giữa bọn đó, ta thấy có Gia-a-sa-nia, con trai A-xua, và Phê-la-tia, con trai Benaya, đều là quan trưởng của dân. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, đó là những người toan tính sự gian ác, bày đặt mưu gian trong thành này. Chúng nó nói rằng, hiện nay chưa gần kỳ xây nhà, thành này là nồi, chúng ta là thịt. Vậy nên, hãy nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. Hỡi con người, hãy nói tiên tri đi. Thần của Đức Giê-hô-va bèn đổ trên ta và phán rằng, hãy nói đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy, hỡi nhà Israel, các ngươi đã nói làm vậy, vì ta biết những sự nghĩ trong trí các ngươi. Các ngươi đã giết rất nhiều người trong thành này và làm đầy xác chết trong các đường phố nó. Cho nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy, những kẻ bị giết mà các ngươi đã để ở giữa thành ấy là thịt, mà thành là nồi, còn các ngươi sẽ bị đem ra khỏi giữa nó. Các ngươi sợ gươm dao, ta sẽ khiến gươm dao đến trên các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa thành này, sẽ phó các ngươi trong tay dân ngoại và làm sự đoán phạt giữa các ngươi. Các ngươi sẽ ngã bởi gươm. Ta sẽ đoán xét các ngươi trong bờ cõi Israel. Các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Thành này sẽ chẳng làm nồi cho các ngươi, các ngươi sẽ chẳng làm thịt giữa nó.
ta sẽ đoán xét các ngươi trong bờ cõi Israel. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, vì các ngươi đã không bước theo lề luật ta, không giữ theo mạng lệnh ta, nhưng đã làm theo mạng lệnh các nước chung quanh mình. Và trong khi ta nói tiên tri, thì Phê-la-tia, con trai Benaya chết. Ta bèn ngã sấp mặt xuống và kêu lớn tiếng rằng: Ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài hầu diệt hết dân sót của Israel hay sao? Có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: Hỡi con người, dân cư thành Jerusalem đã nói cùng anh em ngươi, chính anh em ngươi là những kẻ bà con ngươi và cả nhà Israel, hết cả mọi người rằng: Hãy lìa xa Đức Giê-hô-va, đất này đã được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp. Vậy nên khá nói cùng chúng nó: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Phải, ta đã dời chúng nó nơi xa trong các dân tộc, đã làm tan tác chúng nó trong nhiều nước. Ta còn sẽ tạm là nơi thánh cho chúng nó trong các nước chúng nó đi đến. Vậy nên hãy nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Chúng nó sẽ đến đó và sẽ trừ bỏ mọi vật đáng ghét và mọi sự gớm ghiếc của nó khỏi đó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt, để chúng nó noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lệnh ta. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Nhưng những kẻ để lòng bước theo sự ham mê của vật đáng ghét và những sự gớm ghiếc, thì ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ các cherubim xè cánh lên và có các bánh xe ở bên nó. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel cũng ở trên chúng nó. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va dấy lên từ giữa thành và đứng trên núi ở phía đông thành. Thần cất ta lên, và trong sự hiện thấy, ta bị thần của Đức Chúa Trời đem đi trong canh đê, đến nơi những kẻ phu tù. Sự hiện thấy đã hiện ra cho ta, bèn lên khỏi ta. Bây giờ ta thuật lại cho những kẻ phu tù mọi sự mà Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.